Một số người dân cho biết sở dĩ người vợ cũ bị tra tấn dã man như thời Trung Cổ là do những người phía bên chồng tự xưng mình là nhóm Thiên Triều Nam Quốc. Những người bên chồng ra lệnh nếu chị không nhận tội sẽ ép chị uống nước thải và nước lau nhà để trục xuất ta ra khỏi người chị. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi điều chưa biết về hành vi quái dị của nhóm đối tượng cuồng tín tà đạo Thiên Triều Nam Quốc. Ngày 10 tháng 6, nguồn tin cho biết Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố Phan Thiết khẩn trương điều tra vụ cuồng tín theo Thiên Triều Nam Quốc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận thời gian qua liên quan đến việc chị Dung, 33 tuổi, bị chồng cũ và gia đình chồng cũ giữ trái pháp luật và hành hung gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết vào ngày 15 tháng 4 năm 2024. Một số người dân cho biết sở dĩ người vợ cũ bị tra tấn dã man như thời trung cổ là do những người phía bên chồng tự xưng mình là nhóm Thiên triều Nam quốc. Theo trình bày của chị Dung, những người bên chồng chị Dung do cuồng tín Thiên triều Nam quốc đã ép chị nhận tội và dùng buông ngải hại người, trộm cắp ngoại tình. Những người bên chồng ra lệnh nếu chị không nhận tội sẽ ép chị uống nước thải và nước lau nhà để trục xuất ta ra khỏi người chị. Theo tố cáo của chị Dung, bên chồng chị cho rằng chị chính là con gái của Tư Mã Ý, nhân vật trong chuyện Tam Quốc Chí của lịch sử Trung Hoa. Đầu thai về làm dâu để hãm hại cả gia đình chồng. Họ nói chị chính là yêu quái nên ép buộc chị phải ly hôn. Chị không chấp nhận bị cả gia đình liên tục đánh đập hành hạ như trên. Theo những hình ảnh và clip người dân xung quanh ghi lại được cho thấy, những hoạt động cúng bái rất kỳ dị và cuồng tín của gia đình chồng cũ chị Dung trong sân lớn giữa đêm tối bên nhà chồng còn dựng lên pháp trường để xử tội các hình nộm mà họ gọi tên nạn nhân rồi ném tất cả vào chảo lửa đang cháy để trừ tà. Điều mà nhiều người dân xung quanh bất ngờ với các thành viên trong gia đình chồng cũ của chị Dung là trí thức. Có người từng công tác trong ngành giáo dục nhưng này đã nghỉ việc. Do quá cuồng tín với thiên triều Nam Quốc, cả bốn người trong gia đình đều ly hôn, có năm đứa trẻ trong đó có ba con của chị Dung và hai con của đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Ngọc Lan đều không được đến trường. Cùng với việc khởi tố các đối tượng vi phạm, công an thành phố Phan Thiết cũng đã giải cứu hai con nhỏ của đối tượng Lan, tạm thời giao cho người chồng chăm sóc. Sáng ngày 10 tháng 6, trưởng công an thành phố Phan Thiết Bình Thuận cho biết, nhóm người tự xưng thiên triều Nam Quốc ở Bình Thuận là Ta đạo, nhóm này mới phát sinh ở Bình Thuận thời gian gần đây. Theo công an tỉnh Bình Thuận, việc khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai bị can là nỗ lực rất lớn của các trinh sát điều tra viên công an thành phố Phan Thiết dũng cảm cứu người và ô tô mắc kẹt khi nước lũ đổ từ trên núi xuống như thác. Ngày 10 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh nước lũ cuồn cuộn từ trên núi bất ngờ đổ xuống các đoạn đường tại xã biên giới Bà Vi, Xính Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt giữa đường, đối diện nguy cơ bị nước cuốn trôi, đất đá vùi lấp bất cứ lúc nào. Trong những giờ phút nguy hiểm đó, sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, mọi người cũng đã vượt qua được các cung đường nguy hiểm tại huyện miền núi Mèo Vạc an toàn xin chân thành cảm ơn bà con nhân dân các huyện dân tộc mèo vạc tỉnh hà giang đã trực tiếp giúp đỡ đoàn công tác thật an toàn cảm ơn các du khách nước ngoài cũng bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ đã cùng nhau động viên để có động lực vượt qua Cảm ơn các bạn đồng nghiệp VTV và báo đã đồng hành với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cảm nhận về sự gian truân vất vả đối với sự nghiệp giảm nghèo vùng biên giới mà bà con dân tộc trên các mảnh đất vùng cao nguyên đá đi tìm hạnh phúc cho chính mình và người thân. Tài khoản Facebook có tên Nguyễn Việt Hải chia sẻ. Được biết, trong ngày 9 và 10 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn, khiến cho nhiều địa phương bị ngập sâu và chia cắt. Công an làm việc với người chặn đầu xe đập kính ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 6, công an thành phố Thủ Đức thông báo đang tạm giữ Lê Nguyễn Hoàng Long, 31 tuổi, để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Theo công an, Long là nghi phạm đã chặn đầu xe và đập kính chắn gió ô tô của anh Hà Thanh Hải, 38 tuổi vào ngày 4 tháng 6. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày khi anh Hải đang lái ô tô để đón vợ con từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Khi xe di chuyển trên Phạm Văn Đồng gần cầu vượt Linh Xuân, bất ngờ anh bị một nam thanh niên chạy xe máy cùng chiều vượt lên và chặn đầu xe. Người này liên tục chỉ trỏ và sau đó dùng gậy đập vào cửa kính chắn gió của xe anh Hải. Tôi đang di chuyển bình thường, không gây va chạm hay xích mít với ai. Người này đập vỡ kính chắn gió xe, mảnh vỡ bắn vào người con tôi. Lúc đó may tôi giữ được bình tĩnh, nếu không tôi đã đuổi theo đến cùng anh Hải chia sẻ. Sau vụ việc, anh Hải phải mang xe ra cửa hàng thay thế kính chắn gió với chi phí hơn 10 triệu đồng. Không chỉ anh Hải, một số tài xế khác khi lưu thông qua đường Phạm Văn Đồng cũng phản ánh tình trạng tương tự. Thông tin mới vụ bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Ngày 10 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành khai quật tử thi, khám nghiệm để xác định nguyên nhân bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine. Sáng 20 tháng 5, chị Bùi Thị Huệ sinh năm 1988 đưa con gái là cháu Hiền sinh năm 2024 tới trạm y tế xã Thành Yên tiêm phòng vaccine 5 trong 1. Theo chị Huệ, trước khi tiêm, con gái chị được bác sĩ Nguyễn Sĩ Hải, trạm trưởng trạm y tế xã Thành Yên khám sàng lọc. Chị Huệ cũng thông tin với bác sĩ Hải, con gái mình đang dùng siro ho. Chiều cùng ngày cháu Hiền có biểu hiện sốt cao, gia đình đo nhiệt độ là 37,5 độ. Sáng ngày 21 tháng 5, cháu Hiền vẫn sốt cao và có biểu hiện co giật nên gia đình đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán cháu Hiền bị viêm phổi, suy hô hấp nặng và đề nghị gia đình chuyển con xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Công an huyện Thạch Thành tiến hành khai quật tử thi bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine để khám nghiệm. Khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 5, cháu Hiền được chuyển xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu Hiền bị viêm phổi, suy hô hấp và thiếu máu. Cũng theo chị Huệ, đến trưa 22 tháng 5, khi con có chuyển biến nặng, gia đình đã yêu cầu bệnh viện làm xét nghiệm tổng thể cho bệnh nhân để xác định nguyên nhân. Ngày 23 tháng 5, cháu Hiền tử vong trên đường từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa về nhà. Chị Huệ và gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân con mình tử vong sau khi tiêm vaccine. Bắt nữ hiệu trưởng trường, trường mầm non để điều tra vụ lấy tiền phụ huynh góp thuê người nấu ăn. Trao đổi, sáng ngày 10 tháng 6, lãnh đạo công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xác nhận công an đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Hồng Thanh, hiệu trưởng trường mầm non Quý Sơn Hải, huyện Lục Ngạn. Sự việc này nhằm điều tra hành vi lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến bà Thanh. Theo vị lãnh đạo này, lực lượng chức năng ban đầu xác định số tiền nữ hiệu trưởng này chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan công an tiếp tục xem xét những hành vi, những người có liên quan. Vị này cho hay, như báo chí đã đưa tin. Hiệu trưởng trường mầm non Quý Sơn số 2 đã khai khống ba người không tham gia nấu ăn cho trẻ, song vẫn được chi tiền lương đều đạn theo danh sách chi lương. Hành vi của bà Thanh có dấu hiệu chiếm đoạt tiền do phụ huynh đóng góp khi thuê nhân công nấu ăn. Danh sách được trường thuê và chỉ trả lương 9 người trong một tháng, song chỉ có 6 người thực sự đang làm việc. Còn ba người khác có tên trong danh sách nhận lương, song không làm việc như hồ sơ hợp đồng. Trong năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn về thực hiện một số nội dung chuyên môn về giáo dục mầm non. Ngoài ra, công việc tổ chức bán chú, Sở quán triệt tuyệt đối không để xảy ra đơn thư khiếu nại và chỉ đạo các hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra sai sót trong tổ chức và quản lý bán chú cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày